Anh tiếp tục giải đề nhé các bạn. Đề số 22. Mình giải luôn để tiết kiệm thời gian nhé. Câu 1 này, câu 1 thì đây là tài kỳ có nghĩa là dâu tây. Đáp án 1. Xa qua là táo, xù bác là dưa hấu, puto là nho. Tài kỳ, những đáp án 1 nhé. Câu 2 này. Câu 2 là nó đang cắt gỗ. Thì đáp án 1 là Wilmo Kulcharugoisimita. Đáp án đúng là đáp án 1. Đáp án 2 là Wilmo Kulnarugoisimita, nghĩa là đang vận chuyển gỗ. Đáp án 3 là Chapchorilcharugoisimita, có nghĩa là đang cắt cỏ. Chapcho là cỏ. Đáp án 4 là Chapchorilcharugoisimita, có nghĩa là đang vận chuyển cỏ. Đáp án đúng là đáp án 1. Tiếp theo là câu 3 này. Câu 3 là chọn từ liên quan này. Yak, mulyak. Mulyak ở đây là cái thuốc dạng nước đấy. Thuốc dạng chất lỏng đấy. Heyolche. Heyolche đây là thuốc hạ nhiệt, thuốc giải sốt, thuốc hạ giảm sốt, thuốc hạ nhiệt. Xoache có nghĩa là thuốc tiêu hóa. Thì đáp án 1 là Busang. Busang đây là bị thương. Thương. Đáp án 2 là Bui. Bui ở đây là Bui là phần, là bộ phận. 3 là Bukyong. Bukyong ở đây là uống thuốc. 4 là Bupi. Bupi là thể tích, là khổ, là độ lớn. Thì như vậy đáp án đúng là đáp án 3, là Bukyong, là uống thuốc. Tiếp theo là câu 4. Nó vào chọn từ đồng nghĩa. Thì cái từ nó cho trước ở đây là Konopion. Konopion là phiên phía đối diện đấy. Thì đáp án 1 là Kaunte. Kaunte là ở giữa. Ồ, đáp án 2 nó cũng là Konopion. Thì câu này chắc là bị lỗi rồi. Thì đáp án đúng là đáp án 2 luôn. Còn đáp án 3 là Kuncho là ở gần đây, quanh đây. Đáp án 4 là Palkat, có nghĩa là ở bên ngoài. Câu 4 này thì bị lỗi nhá, đáp án 2. Tiếp theo là câu 5. Câu 5 này. Giao thông khát từ ga isseumyeon muoga jwayo. Có nghĩa là nó bảo là nếu mà có cái thẻ giao thông ấy thì có cái gì tốt. Jiharcheoleseo bussuro te penake iyonghal su issseumnida. Có nghĩa là ở tàu điện ngầm ấy thì khi mà đi xe buýt ấy thì thế nào đấy thì sử dụng rất là tiện lợi. Thì đáp án 1 là chungcheon hal. Chungcheon ha ta có nghĩa là nạp tiền. Đáp án 2 là chubara ta. Chuba hal, chuba là xuất phát. Đáp án 3 là hoan xưng hal, hoan xưng là đổi tàu ấy, đổi xe đấy. Đáp án 4 là tô chắc hal, có nghĩa là đến. Thì đáp án đúng là đáp án 3, hoan xưng. Có nghĩa là nó hỏi là nếu mà có cái thẻ giao thông ấy thì có cái gì tốt. Thì thằng kia nó trả lời là ở tàu điện ngầm ấy mà đổ sang xe buýt ấy thì là rất là, thì sử dụng một cách rất là tiện lợi. Đấy. Đáp án 3, hoan xưng. Tiếp theo là câu số 6. Câu số 6 thì nhìn lướt qua một loạt đáp án này. Một là supermarket là siêu thị rồi này, hai là ngân hàng, ngân hàng, ba là yakuk là hiệu thuốc, bốn là kironjichang. Kironjichang là cái nơi mà tổ chức đám cưới đấy. Thì đáp án thì đoạn văn của nó là cheoneun jikkeum bajame gambida, có nghĩa nó đang bảo là nó đi đâu đấy, có nghĩa là chọn một cái địa điểm đấy. Neil aichime mokul kiran qua uyu rul hana sareo, có nghĩa là nó đi đâu đấy để nó mua cái trứng và sữa để ăn vào buổi sáng mai. Thì đi mua đồ, mua trứng mới sữa thì chắc chắn là ở supermarket rồi. Đáp án 1. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 nhìn qua một đợt đáp án này. Một là chung ni a zeo. Chung ni là chỉnh lý, chỉnh đốn đấy. Đáp án 2 là Surya Zeo. Surya ta là sửa chữa. Đáp án 3 là Chikku Zeo, có nghĩa là đóng, là chích, là đóng, là chụp ảnh đấy. Đáp án 4 là Shisu Zeo. Shita ta là rửa. Thì đoạn văn của nó là Indihashi Chagup Chang Chubion Chom 3 chấm Kungburul Jechariye Katanomian China Tani Kiga thơ phiên hal Nè,작업 끝내고 한 번에 지우려고 했는데 지금 할게요.
Có nghĩa là nó bảo cái thằng Indikasi là chủ dọn dẹp cái công cụ vào một chút, cái dọn nếu mà để những cái đồ dùng ấy, cái công cụ ở về cái chỗ cũ của nó ấy, thì là có thể đi lại một cách tiện lợi. Đấy, thằng ấy nó trả lời là vâng, thì khi mà kết thúc công việc thì là tôi đã dọn dẹp một lần. Đấy, thì đáp án 1 là Trông Nia Dều, đáp án đúng là đáp án 1. Có nghĩa nó bảo là thằng kia là Indikasi dọn dẹp chỉnh lý lại công cụ một chút và để công cụ lại cái chỗ cũ của nó ấy, thì là đi lại một cách để có thể đi lại một cách thuận tiện. Đấy, nôm na là như vậy, đáp án đúng là đáp án 1 nhá, Trừng Ni Ha Dều. Tiếp theo là câu số 8. Câu số 8 này, đáp án 1 nó bảo là Bì Sang Cu là cái cửa thoát hiểm. Đáp án 2 là Sino Tưng ở đây là đèn tín hiệu giao thông đấy. Đáp án 3 là Y Chung Pyo là cái lịch trình, cái chỉ đường, cái hướng dẫn đấy, cái bản đồ chỉ đường đấy, chỉ dẫn đấy. Đáp án 4 là Chia Tù, có nghĩa là cái đường ở dưới lòng đất ấy, Chi Ha. Thì đoạn văn của nó là Otokachio Choma Bon Kusirazo Onul Pyongyangiro Kaya Halchi Morgesmida. Thằng kia trả lời là Opsiniga Kil Chakiga Sipchianeo. Có nghĩa là thằng này nó bảo là vì là lần đầu đến cái chỗ này cho nên là tôi không biết đi hướng nào cả. Thì nó bảo là vì là không có cái gì đó cho nên là cái việc tìm đường nó không dễ dàng chỗ nào cả. Thì đáp án đúng là đáp án 3, Y Chung Pyo đấy, nó là cái lịch trình, cái bản đồ ấy, cái đường đi đấy, vì nó không biết đường đi cho nên là nó tìm không dễ dàng. Đáp án đúng là đáp án 3. Tiếp theo là câu số 9. Pyo chín muốn xin tư, có nghĩa là bảo là cái biển báo này có ý nghĩa là gì. Thì đây là cái biển cấm cấm lại gần đấy, dừng lại đấy. Một là Suregiril Borimian Antemida, nếu mà vứt rác thì không được. Hai là Changapul Bosumian Antemida, có nghĩa là nếu mà tháo găng tay ra thì không được. Đáp án 3 là Munul Yolmian Antemida, nếu mà mở cửa thì không được. Đáp án 4 là Kakai Kamen Antemida, nếu mà đi lại gần thì không được. Đáp án đúng là đáp án 4 nhé. Tiếp theo là câu số 10 này. Câu số 10 thì nó bảo chọn cái hình ảnh mà đúng với cái đoạn văn nó miêu tả sau đây này. Cùng trang nghe Puri naso pali purul koya hamita. Thì có nghĩa là nó bảo nếu mà ở công xưởng mà có bị cháy đấy thì phải nhanh chóng dập lửa. Thì đáp án đúng là đáp án 1 là cái bình cứu hỏa. Câu này thì đơn giản rồi. Tiếp theo là câu số 11 nhá. Câu số 11 này, đây đang là một cái bảng thông tin này. Ví dụ như là Ilkiye Boane, có nghĩa là dự báo thời tiết, hỏi thời tiết ấy, thì mình gọi vào số điện thoại là 131. Pumchejinko có nghĩa là khai báo tội phạm thì mình gọi 112 là cảnh sát đấy. Churipkukwallisamuso có nghĩa là văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thì mình gọi vào số 1345. Tiếp theo ở bên cạnh này, hoa tre này, có nghĩa là khi mà hỏa hoạn hay là có những người phải đi cấp cứu đấy thì là mình gọi 119. Tiếp theo là có cái khai báo phát sinh ấy, thì mình gọi vào số 1333. Còn Ichumin Thongyok Chiwan Center có nghĩa là trung tâm thông dịch đấy, thì mình gọi vào 1577 1366. Thì đáp án 1 nó bảo là câu hỏi câu 11 nó bảo là chọn đáp án sai nhá, chọn chọn đáp án không đúng. Thì đáp án 1 bảo V외국인 등록증 발급은 1345 후에 문의해야 합니다. Có nghĩa là nếu mà mình muốn xin cấp cái chứng minh thư người nước ngoài thì mình gọi vào 1345. Thì cái này đúng bởi vì là
Chú Đức Phúc qua Lisa Musso là 1345. Đáp án 2 nó bảo là Cú Súc Toro Sang Hoàng Ngân Illo Chil Chil Il Sam Nhục Nhục E Muni Heya Ham Mì Tả. Có nghĩa là nó bảo là báo cáo cái tình hình ở đường cao tốc ấy, thì gọi vào số 1577 1366. Thì cái này sai bởi vì là cái số điện thoại này là của trung tâm thông dịch. Thì như vậy đáp án đúng ở đây là đáp án 2. Ngoài ra thì đáp án 3 nó bảo là Mùi khôn nul thủ tục mặt chứ mẹ Iri e chân hoa rơi hề mì tả. Có nghĩa là khi mà mình bị mất đồ ấy thì mình gọi 112, có nghĩa là gọi cảnh sát đấy, khai báo tội phạm. Đáp án 4 thì là Apun Sarami Sengimian Iri ku e chân hoa rơi hề mì tả. Có nghĩa là khi mà có người bị thương thì gọi 119, gọi cứu thương đấy. Thì như vậy đáp án đúng ở câu 11 này là đáp án 2. Tiếp theo là câu số 12 này. Câu số 12 này 다음 직장인들이 직장에서 겪는 문제입니다. Có nghĩa là đây là những cái vấn đề mà vướng mắc của ở trong nơi làm việc. 가장 큰 비율을 차지하는 것을 무엇입니까? Có nghĩa là cái nào nó chiếm cái tỷ lệ cao nhất. Đấy, nó hỏi đấy là câu hỏi. Thì các bạn nhìn ở trên cái biểu đồ này, kita là khác là 1,6%, koyong but an chang có nghĩa là cái công việc đấy là 14,7%, up mood stress có nghĩa là mình bị căng thẳng vì công việc đấy là 17,5%, kiêng chê cho kinh quan lam có nghĩa là cái vì cái sự phát triển kinh tế, có nghĩa là kiểu như là dạng như là doanh thu của công ty đấy là 12,3%, khuyên cang vì sức khỏe là 16,2%, và thên quan kê có nghĩa là đối nhân xử thế, có nghĩa là quan hệ ở trong công ty đấy là 37,7%, có nghĩa là cái đấy là lớn nhất đúng không? Thì đáp án 1 nó bảo là 맡은 일을 잘 해결하지 못해서 힘듭니다. Có nghĩa là không, mình không thể làm tốt cái việc mà mình đảm nhiệm cho nên là vất vả. Đáp án 2 nó bảo là 맡는 업무로 건강이 나빠질까 봐 걱정합니다. Có nghĩa là nó lo lắng rằng là làm việc nhiều thì sức khỏe của nó sẽ đi xuống, sẽ xấu đi. Đáp án 3 nó bảo là 동료들하고 원만하게 지내는 것이 힘듭니다. Có nghĩa nó bảo là cái việc mà sống hòa thuận hay là làm hài lòng đồng nghiệp ấy, sống hòa thuận với đồng nghiệp ấy thì là vất vả. Đáp án 4 nó bảo là 적은 급여로 인해 생활의 어려움을 느낍니다. Có nghĩa là nó bảo là nó vì là cái mức lương nó thấp cho nên là cuộc sống của nó khó khăn. Đấy, nó cảm thấy cuộc sống của nó khó khăn. Thì đáp án đúng ở câu này là đáp án 3. Có nghĩa là cái việc mà sống hòa thuận với cả là hòa hợp với cả đồng nghiệp là rất là vất vả. Nó cùng ở trên nó là thên quan kê đấy. Đấy, đáp án đúng là đáp án 3 nhé. Tiếp theo là câu số 13 này. Câu số 13 thì các bạn nhìn lướt qua một đáp án này. Một là trưng chấp chẳng, trưng chấp chẳng đây là cái thiệp mời cưới đấy. Đáp án 2 là kiron xích xa, có nghĩa là cái ảnh ảnh cưới. Đáp án 3 là khâm ban chỉ, có nghĩa là cái nhẫn vàng. Đáp án 4 là chục dê cơm, chục dê cơm là tiền mừng cưới đấy. Thì cái đoạn hội thoại của nó là ôm mồ kirona dếu nè tham chú thôi thôi đi cả chỉ cục ô xeo Igo 3.입니다. 여기에 장소와 약도가 나와 있습니다. Có nghĩa là câu này nó bảo là kia nó hỏi là ồ mày cưới à? Nó bảo ừ, thứ bảy cho đến thứ bảy tuần sau thì nhất định là phải đến đấy. Cái này là cái thiệp thiệp mời. Ở đây thì nó có cả địa chỉ và bản đồ. Đấy. Thì đáp án đúng là đáp án 1 trong chấp chàng, có nghĩa là cái thiệp mời cưới. Thì ở bên này cái thiệp mời cưới của nó là nó có địa chỉ với cả nó có cái vẽ bản đồ chỉ đường luôn cho mình đấy. Đáp án 1 nhá. Tiếp theo là câu số 14. Câu số 14 này. 축구를 하다가 넘어졌는데 발을
움직할 수가 없습니다. 발이 많이 부었네요. 피어 금이 간것 같으니까 마좀 좋겠습니다. có nghĩa nó bảo là tôi thì đi đá bóng và đã bị ngã, cho nên là bây giờ cái chân của tôi là không thể cử động được. Thì thằng bác sĩ nó bảo là chân bị sưng nhiều, chân bị sưng lên nhiều nhỉ, chắc là bị dạn xương, chắc là bị dạn xương rồi, cho nên là thế nào đó thì tốt. Thì đáp án một thì là ineru hanin hak hanin ghê, có nghĩa là cái việc mà lấy vợ đấy, làm vợ đấy. Đáp án hai là kumsik hanin ghê, kumsik ở đây là cấm ăn đấy. Đáp án ba là kipsurul hanin ghê, kipsu ở đây có nghĩa là bó bột đấy. Đáp án 4 là mục ba rư chipin ghê, có nghĩa là phải đi bằng nặng đấy. Mục ba là nặng đấy, nặng gỗ đấy, chân gỗ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án 3, kipsurul hanin ghê, có nghĩa là cái chân của nó đi đá bóng bị ngã, có thể bị dạn xương rồi, cho nên là nó phải bó bột thôi. Đáp án 3. Tiếp theo là câu số 15 này. Câu này khá là dài và khá là khó đấy. Thì là đoạn văn của nó này. Han Liu Han 1996년에 한국계 드라마와 가요가 알려지면서 아시아를 중심으로 한국의 대중 문화가 인기를 얻게 된 현상을 말합니다. có nghĩa mình dịch theo ý hiểu của mình là cái Hàn Lưu ấy, cái Hàn Lưu là từ năm 1996 đấy, ở Hàn Quốc là về drama, có nghĩa là hài kịch đấy, với lại là ca nhạc, là nó đã vừa vừa biết đến, hài kịch và ca nhạc, và nó trở thành một cái văn hóa đại chúng, trung tâm văn hóa đại chúng của Hàn Quốc. Nó đã trở và đã được nhiều người yêu thích. Nó đã trở thành một cái hình ảnh được văn hóa đại chúng được nhiều người yêu thích của Hàn Quốc. Hallyu라는 용어는 대한 중국 등에서 사용하기 시작했습니다. Có nghĩa là cái từ Hàn Lưu ấy, cái từ Hàn Lưu ấy là ở Đài Loan này, Trung Quốc và những cái nước tương tự đấy, thì là nó đã bắt đầu sử dụng rồi. 2000년이 후에는 드라마, 가요, 영화 등 대중 문화뿐만 아니라 김치, 고추장, 라면, 가전 제품 등 한국 관련 제품의 선호 현상까지 지나타고 있습니다. có nghĩa là nó bạn làm sau từ sau năm 2000 đấy, thì là drama này, ca nhạc này, phim ảnh này, là không không những là cái văn hóa đại chúng mà còn là kim chi này, gochujang là cái dạng tương ớt của Hàn Quốc này, ramen là mì tôm này, cá chân chê phum có nghĩa là hàng điện gia dụng này của Hàn Quốc. Cái đồ mà liên quan đến đồ của Hàn Quốc ấy thì là đang được nhiều người gọi là được được nhiều người ưa thích đấy. Thì 지금은 한국의 대중 문화를 받아들이는 수준을 넘어 가수, 영화, 배우, 탤런트, 나이가 한국인과 한국 자체의 애청을 느끼 한국어를 배우거나 한국 제품을 사려는 사람들이 늘어나고 있습니다. có nghĩa là bây giờ ấy thì là cái văn hóa đại chúng của Hàn Quốc ấy thì là nó không dừng lại ở những cái, nó được mở rộng ra là ví dụ như là ca sĩ này, diễn viên phim ảnh này, rồi tài năng này, talent là tài năng này, cái vì là người ta dành tình cảm cho cái
cho cái sự phát triển của người Hàn của Hàn Quốc cũng như là tiếng Hàn ấy, thì là bây giờ cái số lượng người mà học tiếng Hàn và số lượng người mà mua đồ sản phẩm những cái sản phẩm của Hàn Quốc ấy thì đang tăng lên. Đấy. Thì đáp án 1 là 해외에서 많이 팔리는 한국 상품. Có nghĩa là ở nước ngoài ấy, thì là nó bán nhiều cái đồ của Hàn Quốc. Đáp án 2 là 한류로 높아진 한국 가요의 위상. Có nghĩa là cái vị thế ca nhạc, âm nhạc của Hàn Quốc ấy được được nâng cao lên nhờ cái hàn lưu này. Đáp án 3 là hàn lưu rô. Yu ming hae chin Hàn Quốc ca su. Có nghĩa là cái ca sĩ Hàn Quốc ấy, thì được nổi tiếng, được trở nên nổi tiếng nhờ cái hàn lưu. Đáp án 4 là hae wae bulgo innen hàn lưu yeolpung. Có nghĩa là ở nước ngoài ấy, thì người ta đang gọi tên cái làn làn gió hàn lưu này. Được hàn lưu này nó được coi như là một cái làn gió hay làn sóng của Hàn Quốc đấy. Thì đáp án đúng là đáp án 4. Tiếp theo là câu số 16. Hàn Quốc 사람들을 주말에 결혼을 많이 합니다. 그래서 주말에는 결혼식장을 구하는 것이 쉽지 않습니다. 좋은 장소를 구하려면 6개월 전에 예약해야 합니다. Có nghĩa bảo là người Hàn Quốc ấy thì là thường kết hôn vào cuối tuần rất là nhiều. Vì vậy cho nên là vào cuối tuần ấy thì là cái việc mà tìm được cái nơi để cái địa điểm để mà cưới đấy thì rất là khó, thì là không dễ. Nên là nếu mà muốn tìm được cái địa điểm tốt ấy thì là phải đặt trước 6 tháng. Thì đáp án 1 đây là chôn trang sô khu kiêng hà ghi. Có nghĩa là cái việc tìm địa điểm tốt. Đáp án 2 là kiron trang ngơi chặt kỳ. Có nghĩa là cái việc tìm 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 nơi để mà kết hôn, tìm cái địa điểm để mà kết hôn. Đáp án 3 là chum mare kiron hà nên yêu. Có nghĩa là cái lý do để mà kết hôn vào cuối tuần. Đáp án 4 là kiron hà kỳ. Có nghĩa là cái việc kết hôn đấy. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án 2. Là kiểu rôn xích chàng ngươi chặt kỳ. Là cái việc tìm tìm lễ đường đấy. Tiếp theo là câu số 17. Câu số 17 đây là cái bảng thông tin này. Hạng mục phê nguồn chín lưu si gan nè. Có nghĩa là thông tin về thời gian điều trị của bệnh viện Hạng mục. Một là phương nghiêu là hàng ngày nhé, hàng ngày là từ 10 giờ cho đến 18 giờ. Chòm sim si can có nghĩa là thời gian nghỉ trưa là từ 13 đến 14 giờ. Thôi là thứ bảy này, là từ 10 giờ đến 13 giờ này. Giá can chín liều có nghĩa là thul che nết che suyil từ 19 giờ đến 22 giờ, có nghĩa là vào thứ tư tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng. Là vào thứ tư là nó có điều trị buổi tối là từ 19 giờ đến 22 giờ. Iruil, Kungyil, Hyuchin có nghĩa là chủ nhật thì nghỉ. Thì đáp án 1 ở đây là Mechu, Suyuil, Pamme, Chilurul, Patusista. Có nghĩa là bảo là vào thứ tư hàng tuần thì là mình có thể điều trị vào buổi đêm. Thì đáp án này là sai. Đáp án 2 là Chumarenen, Chilurul, Patusu, có nghĩa là vào cuối tuần thì mình không thể khám được. Thì câu này sai bởi vì thứ bảy nó vẫn khám. Đáp án 3 là 이 병원을 아침 10시에 문을 엽니다. Có nghĩa là cái bệnh viện này thì buổi sáng là 10 giờ mở cửa. Thì đáp án này là đúng. Đáp án 4 thì nó bảo là 점심시간을 2시간입니다. Có nghĩa là nó bảo là nghỉ trưa là nghỉ 2 tiếng. Thì đáp án này cũng sai. Như vậy đáp án đúng là đáp án 3. Tiếp theo là câu số 18. 화학 약품이 눈에 들어갔을 때는 먼저 깨끗한 물에 눈을 씻는 후에 의사에게 보여야 합니다. Có nghĩa nó bảo là khi mà bị cái hóa chất hay là cái chất hóa học ấy, nó vào mắt ấy, thì là trước tiên là mình phải rửa bằng nước sạch.
Sau đó thì là phải đi gặp bác sĩ. Nunul 마치면 증상이 더 나빠질 수 있으니 주의하여 합니다. 피부에 묻은 경우에도 함부로 닦지 말아야 합니다. Có nghĩa nó bảo là đừng có, nếu mà dụi tay vào mắt ấy thì là cái triệu chứng nó có thể là nặng hơn, là xấu xấu hơn, cho nên là cần phải chú ý. Nếu mà trong cái trường hợp mà nó cái hóa chất nó cũng dính vào da ấy thì là đừng có mà rửa tùy tiện đấy. Thì đáp án một ở đây nó bảo là sunro nunul pibinda, có nghĩa là bảo là dụi dụi mắt bằng tay đấy, dụi tay vào mắt đấy. Đáp án 2 là sukon nuro thakunda, có nghĩa là dùng khăn để mà rửa. Đáp án 3 là pibue yakul barinda, có nghĩa là bôi bôi thuốc vào da. Đáp án 4 là mullo sinunta, có nghĩa là rửa bằng nước. Thì đáp án đúng là đáp án 4. Tiếp theo là câu số 19. Câu số 19 này, 나는 아파트에 삽니다. 민정 씨는 학교 기숙사에 삽니다. Nghĩa là tôi thì sống ở chung cư, còn Minh Trân thì lại sống ở ký túc xá của trường. Thì đáp án 1 là học kiểu là trường học rồi. 2 là Huesa là công ty. 3 là chip, chip là nhà. 4 là ký túc xá, là ký túc xá. Thì đáp án đúng là đáp án 3. Chip, apartment hay là one room hay là ký túc xá thì nôm na nó gọi là chip, là nhà. Câu cuối cùng, 자기 결혼이나 부모님의 병환 등과 같은 사정으로 일주일이나 1개월 정도 고향에 돌아갈 때 사업장 주의학 허가를 받아 다녀올 수 있습니다. 밭둘 허가는 재입국 시 허가가 면제된다. Có nghĩa là cái đoạn này nó bảo là trong những cái tình huống mà bản thân, trong những cái trường tình huống mà bản thân mình kết hôn, hay là trong tình huống mà bố mẹ mình mà bị bệnh ấy, mà mình phải đi về quê trong vòng 1 tuần hay là 1 tháng ấy, thì là mình phải phải nhận cái giấy, phải nhận cái giấy đồng ý, phải được cái giấy đồng ý của công ty ấy, thì mới có thể là về nước về được. Thì nếu mà nhận được cái giấy đồng ý này rồi ấy, thì khi mà nhập cảnh trở lại ấy, thì là mình không cần phải sự mình sẽ được miễn miễn cái giấy đồng ý nhập cảnh ấy. Có nghĩa là mình có cái giấy của công ty nó đồng ý cho mình về rồi ấy, thì khi mà mình nhập cảnh trở lại là mình không mình được miễn trừ cái việc mà phải được cấp phép nhập cảnh nữa như lúc đầu nữa. Đấy. Thì đáp án 1 của nó là chỗ thuê Aki. Chỗ thuê ở đây là chỗ thuê Aki đây là cái việc nghỉ sớm. Đáp án 2 là chỗ kỳ quý cục ở đây có nghĩa là về nước sớm, về nước trước thời hạn đấy. Đáp án 3 là ilsi chul cục, có nghĩa là xuất cảnh tạm thời. Đáp án 4 là kein xa trần, có nghĩa là tình trạng của bản thân. Thì đáp án đúng là đáp án 3, ilsi chul cục, có nghĩa là đây là cái trường hợp mà xuất cảnh tạm thời đấy. Ok, mình xin kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở phần bình luận nhé. Còn đâu nếu mà các bạn thấy hay có ích đối với các bạn thì cho mình xin một like hoặc share, hoặc là bạn nào mà chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, xin chào các bạn.